Vào năm 2022, người ngoài hành tinh mở ra một cánh cổng ở đáy Thái Bình Dương, rồi qua đó họ gửi những con quái vật tới hủy diệt loài người, để dọn dẹp con người cho sinh vật ngoài hành tinh đến sinh sống. Lũ khổng lồ được gọi là các kaiju, con đầu tiên đã khiến 30.000 người thiệt mạng. 6 tháng sau, con kaiju thứ hai được gửi tới tạo ra ô nhiễm nguồn nước. Loài người không thể cứ chờ chết mãi được, cả nhân loại đã bắt tay cùng nhau vì sự sinh tồn của trái đất. Để chống lại quái vật, ta cần tạo ra quái vật. Những con người giỏi nhất được tuyển chọn để điều khiển. Mỗi Jaeger cần 2 phi công để tránh quá tải thần kinh. Nhanh chóng, con người đã giành được những thắng lợi liên tiếp. Nam chính Charlie cũng là một phi công lái cùng đội với anh trai. Vẫn như mọi ngày, hôm nay hai anh em lại xuất trận. Jaeger mà nam chính điều khiển là loại cổ điển bản đầu, với cấu tạo gần giống người sắt, tên là JPC. Hai phi công khi điều khiển sẽ phải kết nối thần kinh với máy tính, nhờ đó tâm trí của hai người sẽ hòa lẫn vào nhau trong một cỗ máy khổng lồ. Mối liên kết càng chặt thì khả năng chiến đấu càng tốt. Nhiệm vụ lần này là đến phòng thủ ở vịnh Miracle có 2 triệu dân. Nhưng hai người không ngờ rằng hôm nay trời lại đổ bão, mà quái vật Kaiju lại tranh thủ cơn bão để mà tấn công. Hai anh em vì cứu một chiếc thuyền kẹt ở giữa mà đã bị dính trước một đòn. JPC lập tức đáp trả bằng hai cú đấm trời giáng. Sau đó là chiêu quý ông bái Phật táng thẳng vào đầu Kaiju. Không ngờ rằng Kaiju thế hệ này mạnh mẽ hơn đợt trước, JPC phải dùng đến súng bắn plasma thổi bay Kaiju. Hai anh em cứ nghĩ rằng như vậy là đã chiến thắng, mà không biết rằng con Kaiju lần này mạnh mẽ hơn trước nhiều lần. Tổng đài vội vàng báo tin cho hai anh nhưng đã quá muộn. Quái vật vùng lên tấn công bất ngờ đã chiếm được ưu thế. Đòn thứ hai đã phá hỏng một bên cánh tay của Jaeger mất rồi. Hai anh em bên trong vì liên kết thần kinh với bộ giáp nên cũng cực kỳ đau đớn. Kaiju cứ thế trên đà chiến thắng phá hủy bộ giáp tới cùng. Tính mạng hai người cũng rơi vào nguy hiểm, rất nhanh người anh đã phải hy sinh. Nam chính dùng chút sức lực tàn dư vùng lên khó nhọc, con quái vật tranh thủ dùng sừng chọc thủng bộ giáp tan tành. Nhưng trước khi gục ngã, Charlie kịp thời bắn nổ quái vật, rồi lê lết bộ giáp bị thương nặng đổ gục bên bãi biển băng giá. Toàn thân mình vẩy đầy dãy vết thương nặng, Kaiju đã ngày càng tiến hóa mạnh mẽ khiến các bộ giáp bị hạ gục liên tiếp, mà giờ nó đã tiến hóa đến cấp độ 4 rồi. Loài người hiểu rằng, chả mấy chốc những bộ giáp sắt này không còn tác dụng nữa. Bộ chỉ huy lập tức ra lệnh ngừng chương trình chiến đấu bằng Jaeger, thay vào đó loài người sẽ tập trung xây tường bảo vệ. Thiếu tướng Stacker biết rằng đó là quyết định hết sức ngu ngốc. Sau thất bại cuối cùng, nam chính đau buồn đi làm công nhân xây tường. Một công việc nặng nhọc, ngày nào cũng có nhiều người rơi chết. Họ sẽ phải cố gắng còn hơn để Kaiju hủy diệt loài người. Nhưng rồi họ nhận ra những bức tường không có tác dụng với Kaiju cấp 4. Nỗ lực 8 tháng qua của con người nhanh chóng tan rã như một bãi cứt ngâm. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến bộ giáp mới có thể chiến thắng. Mà cũng chỉ có người thật sự giỏi mới thắng được Kaiju cấp 4. Lập tức bộ chỉ huy nhận ra sai lầm của mình, đưa thiếu tướng đến mời nam chính về làm việc. Nam chính từ chối vì cú sốc người anh trai vẫn chưa lành. Nhưng cậu có cơ hội từ chối sao? Bởi đây sắp là ngày tàn của nhân loại rồi. Lập tức nam chính được đưa về trụ sở còn sót lại tại Nhật Bản. Ra đón anh là Mako Moriko, gái Nhật xinh đẹp. Nam chính vừa nhìn thấy là đã cứng hết cả người. Do chính phủ đã đóng cửa chương trình Jaeger từ lâu, nên giờ chỉ còn lại có 4 con duy nhất. Con đầu tiên là Bạo Phong Xích Hồng của Trung Quốc, với một thông số sức mạnh lớn nhất ở đây. Con Alpha của người Nga thì đã là một huyền thoại ai cũng biết tới. Thiếu tướng muốn đánh cược lớn một ván cuối cùng, đó là dùng toàn bộ 4 bộ giáp đánh thẳng vào lỗ hổng mà Kaiju đi qua, rồi cho nổ bom hạt nhân lấp cánh cổng xuyên không đó lại. Phía khác, nhóm nghiên cứu nhận ra Kaiju đang gấp rút tấn công mạnh hơn. Lần đầu chúng tấn công cách nhau 6 tháng, rồi giảm dần 3 tháng 1 tháng và bây giờ chỉ còn là 4 ngày. Lần kế tiếp sẽ chỉ là 2 ngày, và rất có thể sẽ là nhiều con tấn công một lúc. Và anh kính cận này cũng phát hiện ra một điều bất ngờ, đó là có thể kết nối thần kinh với một bộ não Kaiju còn sống để xem hành tinh của chúng. Tiếc rằng thiếu tướng không tin nên bỏ qua cơ hội. Ở phía khác, cô gái Nhật nhìn trộm nam chính một cách thèm thuồng, liền ra nằng nặc xin thiếu tướng cho lái bộ giáp cùng Charlie. Bởi anh ta đánh võ giỏi đến như vậy, e rằng 36 chiêu thức xúc than chắc chắn không thể nào tuyệt vời hơn. Bất ngờ thay, nam chính Charlie lại xin thiếu tướng cho Mako đánh thử. Thiếu tướng hết cách cũng chỉ đành cho con gái nuôi vào thử đòn. Không ngờ rằng Mako không chỉ đơn giản là có hai cái phổi sưng to, mà hai bàn tay vuốt gậy đánh ra cũng ngang ngửa với nam chính, vượt trội hơn hẳn những đối thủ vừa rồi. Nam chính lập tức chọn Mako là người đồng lái. Ở cảnh khác, anh kính cận quyết định tự mình kết nối thần kinh. Anh tò mò muốn biết bọn Kaiju đang thực sự nghĩ gì. Kết quả là khi cái nút được ấn, anh đã nhìn được kế hoạch tiếp theo của bọn quái vật kia. Phía nam chính và cô gái Nhật khi này đã vào bộ giáp lái thử. Quá trình kết nối thần kinh hai người sẽ là khó khăn nhất. Cả hai sẽ biết được toàn bộ những ký ức đen tối của nhau. Nếu không tương hợp thì cả hai người sẽ chết. Rất may là hai người trời sinh đã là một cặp nên kết nối thành công. Đúng lúc này, bên nghiên cứu cũng báo tin quan trọng. Hóa ra bọn ngoài hành tinh kia đã xâm chiếm trái đất từ thời khủng long, nhưng khí hậu không phù hợp nên chúng rời bỏ. Và bây giờ chúng đã quay lại xâm chiếm lần hai. Những quái vật sắp đến sẽ thực sự là những con Kaiju mạnh nhất. Thiếu tướng lại ra lệnh tìm thêm các bộ não Kaiju khác kết nối để lấy thêm thông tin và cho địa chỉ về bọn xã hội đen chuyên thu gom đầu não. Quay lại với nam chính, lúc này đột nhiên ký ức người anh đã chết quay lại, đã khiến kết nối thần kinh hai người bị phá vỡ. Còn Mako thì bị kẹt lại trong ký ức của chính mình.
mà trong ký ức khi còn nhỏ cô đang phải đối diện với quái vật Kaiju, nên cô giơ tay ra khiến vũ khí của bộ giáp được kích hoạt, chuẩn bị bắn thẳng vào văn phòng chỉ huy, khiến mọi người sơ tán khẩn cấp, không thì chết hết. Đúng lúc nguy cấp nhất thì anh bạn kịp thời rút nguồn, cứu mọi người khỏi một bản thua trông thấy. Cảnh khác kính cận đã theo địa chỉ đến khu phố tàu mua não Kaiju, gặp kẻ cầm đầu Hani bởi châu cao to tổ bố, quay lại với nam chính đi cùng Marco vì anh hùng giỏi nhất sỉ nhục. Kết quả nam chính lao vào đánh hắn để lấy le với gái, dẫu biết rằng thằng kia là giỏi nhất nơi đây, thế mà nam chính vẫn cho hắn anh hành sấp mặt lở. Đúng lúc này tổng đài báo lần này có 2 Kaiju cấp 4 vừa đến trái đất, lập tức tất cả chiến binh được tập hợp phân chia nhiệm vụ, 3 Rigger thế hệ mới sẽ ra đánh chặn, còn bộ giáp của nam chính là thế hệ đầu lỗi thời nên ở nhà phòng thủ. Nhưng xem chừng nhiệm vụ lần này không hề giản đơn, bởi đây là lần đầu tiên họ đối mặt với Kaiju cấp 4. Bất ngờ một con chồi lên khỏi mặt nước quẫy đuôi đánh bất ngờ bạo phong xích hồng. Bạo phong xích hồng lập tức phản công với 4 cánh tay cơ máy. Hai người bên trong điều khiển thành thục chém Kaiju rất nhiều, rồi dùng võ judo lộn người đạp bay quái vật về phía sau, để bộ giáp Yamato của Nhật phía sau kết hợp ứng chiến, táng liên tiếp từng quả đấm ngàn tấn vào mồm. Không ngờ rằng quái vật trả đòn một cái đã làm bộ giáp ngã ngửa, giờ chỉ còn một bộ giáp của cùng của tên kiêu ngạo người Nga. Nhưng Kaiju cấp 4 sức mạnh vượt trội đã sớm cho bạo phong xích hồng tan tành. Bộ giáp Alpha quyết tâm lao lên trả thù bằng được. Không ngờ Kaiju này có thể phun ra một luồng axit cực mạnh phá hủy phần đầu. Bộ giáp cuối cùng không còn cách nào khác đành phải bất tuân mệnh lệnh xông lên. Bất thình lình lúc này xuất hiện thêm một con Kaiju lao bổ lên dữ tợn, không khác gì kinh công tái xuất ở đây, xé tan nát hết cả bộ giáp Alpha này. Rigger cuối cùng tranh thủ đánh bất ngờ đánh lén Kaiju cá sấu, úp sọt liên tiếp được nhiều đòn đánh vào người. Nhưng phía bên cạnh hai người trong bộ giáp Alpha đã bị Kaiju kinh công dìm chết. Rigger còn lại liên tiếp dùng hết sức lực bóp nát Kaiju, rồi chuẩn bị phóng ra tên lửa kết liễu. Một lần nữa Kaiju cấp 4 có những kỹ năng không ngờ, nó phóng ra một sóng xung kích điện từ EMP phá hỏng các thiết bị điện tử, toàn bộ trung tâm điều hành cũng im mẹ luôn. Tất cả các Rigger thế hệ mới dùng bảng mạnh điện tử đều bị tê liệt, chỉ còn duy nhất con của nam chính thế hệ đầu tiên không thuộc dạng đó. Nhưng tại sao lần này lại có tới 2 con? Hóa ra liên kết thần kinh là 2 chiều, nên bọn Kaiju đã thông qua anh kính cận biết hết được kế hoạch tác chiến của loài người. Do không còn gì ngăn cản nên Kaiju cá sấu bắt đầu phá hủy thành phố. Bê tông sắt thép với chúng thật chả khác gì đậu phụ non, rất nhanh chóng đã phá hủy đến khu phố tàu của anh kính cận. Mọi người lập tức lao nhanh vào hầm trú ẩn hy vọng sẽ được an toàn. Phía bên ngoài bộ giáp bị tê liệt đang bị Kaiju vây quanh, hai phi công cũng lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi lông bím. Đúng lúc nguy cấp thì bộ giáp đứa con lưu lạc đã quay trở lại, cả hai lao vào giao cấu võ thuật một sống một còn. Kaiju cấp 4 khỏe hơn ôm chặt đứa con lưu lạc rồi ném đi cả ngàn mét. Thật không ngờ bộ giáp vẫn đứng được mới kinh. Kaiju kinh công lập tức cũng lao lên bờ. Đứa con lưu lạc nhận ra thời cơ nhảy lên cao rồi phang vỏ sọ, còn mở thêm tên lửa ở khử tay tăng thêm lực đấm. Kinh công cũng đáp trả liên tiếp 2 đòn. Bộ giáp thì nắm luôn mấy cái container, đấm cho Kaiju răng môi lẫn lộn, rú nồn dồn cục, rồi dùng súng plasma bắn liên tiếp nhiều nhát vào người, làm cho Kaiju này đứt luôn cánh tay kiệt sức mà đổ gục xuống. Công việc còn lại chỉ nhẹ nhàng như là phang nàng. Phía căn hầm nơi kính cận trú ẩn lúc này cũng đã lâm nguy. Hóa ra con Kaiju kia nhờ liên kết thần kinh nên anh ở đâu nó cũng tìm được. Nó giã liên tiếp nhiều nhát đã khiến căn hầm sụp đổ, rồi cứ thế thay cái lưỡi phát sáng vào mà tìm kiếm anh kính cận. Đúng lúc này đứa con lưu lạc VPC đã đến, còn không quên lôi theo cả một con tàu trông cho nó ngầu. Thật sự là chiêu thức tấn công đẹp như mê hồn trận, liên tục là những cái phang dùng dập vào mồm. Nhưng Kaiju lại cầm đuôi tóm lấy con tàu hất văng đi mất, rồi đánh giấm một cái hất tung bộ giáp đi xa. Quái vật tranh thủ lúc này chạy đi lẩn trốn, mà giữa trung tâm Hồng Kông các tòa nhà cao tầng che khuất hết tầm nhìn, khiến bộ giáp không thể tìm thấy Kaiju. Thế là con vợ phục kích rồi bất ngờ lao ra cắm trộm, cú đánh bất ngờ khiến đứa con lưu lạc choáng váng đôi phần. Kaiju lúc này phun ra axit nhưng VPC kịp thời né được, đáp trả lại bằng một cú đấm thẳng mồm. Kaiju thì dùng đuôi quấn chặt toàn thân bộ giáp. Nam chính rất thông minh cho Fumiter lỏng ra bên sườn trái, khiến cái đuôi đóng băng mà bị vỡ tan. Tay còn lại kéo tuột luôn ra cả cái lưỡi quái vật. Quái vật tức giận lao lên tóm gọn bộ giáp, rồi mọc cánh cắp cả bộ giáp bay đi như con đại bàng, bay thẳng một mạch lao tới trời xanh. Độ cao quá lớn khiến nồng độ oxy giảm tụt hết cả quần. Lúc này cô gái Nhật chợt nhớ ra vũ khí quan trọng, kích hoạt bảo đao đồ long chém đứt đồ quái vật Kaiju. Nhưng bây giờ họ đang ở độ cao 18.000m rơi xuống, về căn bản là hoàn toàn không có đường sống cho bộ giáp này. Nam chính chỉ còn đánh cược vào cơ hội sống còn duy nhất, đó là dùng toàn bộ lực đẩy khi bộ giáp cận kề mặt đất. Không ngờ ấy vậy mà lại thành công. Hai người ra về trong sự hò reo vui sướng, nhưng mọi người sẽ không có thời gian để mà vui mừng, vì đợt tấn công sắp tới sẽ được rút ngắn đi một nửa. Phía bên ngoài giáo sư Châu cử một đội xâm nhập xác chết của Kaiju lấy não,
đột nhiên phát hiện ra con quái vật này đang mang thai, và con non cũng chui ngay ra từ trong bụng lao tới tấn công mọi người. May là nó lao quá nhanh khiến dây rốn tự xiết cổ mà chết. Giáo sư Châu nghĩ vậy nên coi thường đứng ngay trước mặt. Kết quả nó đột nhiên cửng dậy đớp phát chết toi. Mà sau lần này nó mới chết thật sự. Mà Kaiju tiếp theo đã thay đổi kế hoạch, nhanh chóng chúng cử đến trái đất hai con cấp 4. Vì biết kế hoạch phá lỗ hổng của con người nên chúng chỉ ở đó bảo vệ. Bây giờ nhân loại chỉ còn 2 Ziger mà thôi. Thiếu tướng quyết định chơi ván bài cuối cùng, đích thân mình ra trận lái bộ giáp cùng anh bạn trẻ. Hôm nay họ sẽ đánh thẳng vào cánh cổng để phá hủy chúng. Phía bên này hai giáo sư cũng kết nối với bộ não Kaiju đồng thời. Họ phát hiện ra kế hoạch phá lỗ hổng sẽ không hiệu nghiệm, nhưng bên này hai bộ giáp đã được mang ra biển chiến đấu mất rồi. Hai Ziger cứ thế lặn xuống đáy biển, mà không biết rằng mình đang rơi vào cái bẫy của Kaiju. Hai giáo sư cố gắng chạy thục mạng ra để báo tin cho hai người, nhưng đã quá muộn vì bộ giáp đã tiến sát lỗ hổng. Đột nhiên hai quái vật chỉ đứng im chờ hai người nhảy vào lỗ. Đúng lúc này anh kính cận cũng chạy lại ngăn cản kịp thời. Lỗ hổng mở ra không có nghĩa là có thể ném bom vào, bởi lỗ hổng sẽ đọc mã gen và chỉ cho phép Kaiju đi qua, nên hai bộ giáp mà nhảy vào lỗ hổng thì chả khác nào tự tay bóp rái. Đột nhiên lúc này họ phát hiện lỗ hổng có thêm một Kaiju, đặc biệt lần này là một con Kaiju cấp độ 5 tiến tới. Cấp 5 thường sẽ mạnh hơn cấp 4 10 lần, hậu quả này đời coi như bỏ. Rất nhanh Kaiju cấp 4 đã lao đến tấn công nam chính, còn Kaiju cấp 5 thì tấn công đại tướng nhà mình. Đứa con lưu lạc lấy kiếm ra chưa kịp làm gì, đã bị Kaiju cá sấu đớp trộm cụt tay. Nhưng họ vẫn còn kiếm ở tay bên này, thò ra chọc thẳng vào não con còn lại. Con cá sấu thấy vậy lao về phía anh với hết tốc lực. Nam chính không sợ hãi giơ thanh kiếm ra chẻ luôn người quái vật làm đôi. Nhưng lúc này họ phát sinh vấn đề, đó là bộ phận thả tên lửa phá hủy lỗ hổng đã bị hỏng, mà Kaiju cấp 5 cứ điên cuồng lao tới tấn công. Rất may với kỹ năng thượng thừa thiếu tướng đã đả thương được nó. Hai con Kaiju lúc này kết hợp chỉ đánh thiếu tướng mà thôi. JPC thấy vậy liền lê lết tới cứu, nhưng thiếu tướng ra lệnh bỏ mặc ông mà đi phá hủy lỗ hổng. Ông chấp nhận hy sinh để nam chính có cơ hội thành công. Cả hai người nói lời tạm biệt trước khi tự cho kích nổ bộ giáp. Cậu thanh niên kiêu ngạo cũng đồng ý hy sinh. Khi hai con Kaiju lao tới cũng là lúc thiếu tướng đồng quy vô tận. Vụ nổ kinh hoàng khiến mọi thứ dưới biển bay tứ tung, khiến bộ giáp của nam chính và ma câu cũng sắp hỏng vì rò rỉ nhiên liệu. Họ nhanh chóng kéo xác Kaiju muốn nhờ nó để qua lỗ hổng. Không ngờ sau vụ nổ Kaiju cấp 5 vẫn sống sót chặn đường. Nam chính rất thông minh cho phóng phản lực, ôm luôn con Kaiju này cùng lao xuống hố, mượn luôn người nó để mà thông quan. Quả nhiên là đã đánh lừa được cánh cổng, thành công vào vùng tiếp giáp giữa hai thế giới này. Nhưng lúc này oxy của nữ chính đã bị cạn kiệt, nam chính lại rút oxy của mình để cứu ma câu, rồi đưa cô lên tàu cứu hộ phóng cô rời khỏi. Anh sẽ ở lại kích nổ bộ giáp một mình với tình trạng thiếu oxy trầm trọng, nếu không nhanh thì anh cũng sẽ chết toi. Cuối cùng cũng đã kích hoạt được bộ đếm ngược 1 phút, bộ giáp cũng đã rơi tới tổ mẹ của quái vật này. Thời gian chỉ còn 20 giây cũng là lúc nam chính lên tàu thoát hiểm, và cuối cùng thì bộ giáp cũng phát nổ rồi. Vụ nổ kinh hoàng thành công đánh sập lỗ hổng, phao cứu hộ của nữ chính cũng đã nổi lên trên mặt nước. Tiếp theo là phao cứu hộ của nam chính cũng nổi lên trên. No, don't go. Don't go. You're squeezing me too tight. I couldn't breathe. Hai người cuối cùng cũng đã thành công giải cứu thế giới. Và các bộ phim hai người của Nhật cũng ra đời từ đây. Phim hết rồi, nếu các bạn muốn thì mình sẽ review tiếp phần 2 nhé. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.